Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn các tin tức và những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Vừa qua, Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Quang đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10, khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Bắc Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như công nhận một số trường đạt chuẩn quốc gia, công nhận xã xây dựng nông thôn mới, khởi công tuyến đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1, thu ngân sách đạt trên 50%, giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia đạt cao so với mức bình quân chung của tỉnh, quốc phòng an ninh được đảm bảo, y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội được tập trung đầu tư. Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân 6 tháng đầu năm 2023, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết gồm Nghị quyết phê chuẩn quyết toán địa phương năm 2022, Nghị quyết ban hành chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng Nhân dân huyện, Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Nam Quang, Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân huyện. Ngày 10 tháng 7, huyện Hoàng Su Phì tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, chương trình, quy định của cấp ủy đảng các cấp. Theo hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên trình bày các văn bản của đảng mới ban hành, trong đó có một số nghị quyết, chương trình, quy định của trung ương, của tỉnh về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển đất nước trong tình hình mới, công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Tại hội nghị, lãnh đạo huyện ủy Hoàng Su Phì yêu cầu các cấp ủy tiếp tục xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của trung ương, của tỉnh đến cán bộ đảng viên, đảm bảo sát thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về nội dung nghị quyết đến nhân dân trong toàn huyện. Ngày 11 tháng 7, chi bộ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Phương Tiến và chi bộ trường Trung học phổ thông Việt Lâm đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 5 học sinh ưu tú, nâng số đảng viên là học sinh được đứng trong hàng ngũ của Đảng tại Đảng bộ huyện Vị Xuyên lên 11 đảng viên. 5 học sinh ưu tú được kết nạp đảng gồm Nguyễn Thị Thu Duyến, trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Phương Tiến và 4 học sinh trường Trung học phổ thông Việt Lâm là Tống Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Dương Việt Hoàn, Lê Phương Thủy. Đây đều là những học sinh có ý thức kỷ luật, đạo đức và kết quả học tập tốt, tích cực tham gia phong trào thanh niên trong 3 năm học, bậc trung học phổ thông tại trường. Tại lễ kết nạp đảng, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ thể hiện quyết tâm tiếp tục nỗ lực không ngừng phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc tổ chức kết nạp đảng viên trong trường học vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng học sinh ưu tú, tạo ra môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Ngày 11 tháng 7, huyện Yên Minh tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Tới dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Minh. Nhiệm kỳ qua, các hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện Yên Minh được triển khai chất lượng, hiệu quả. Có 20 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện đề ra. Các tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động. Hàng năm tổ chức tốt các chương trình Tết sum vầy, vận động ủng hộ quỹ mái ấm công đoàn, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên khó khăn. Nhiều phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, người lao động tham gia như lao động giỏi, lao động sáng tạo, dạy tốt, học tốt, tham mưu giỏi, phục vụ tốt. Với chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh vì huyện Yên Minh phát triển, Đại hội thống nhất đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá, bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện Yên Minh khóa 10 nhiệm kỳ 2023-2028, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tối ngày 11 tháng 7, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch huyện Bắc Mê phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Bắc Mê lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo huyện Bắc Mê,
11 tiết mục đặc sắc với chủ đề ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi giai cấp công nhân và truyền thống công đoàn Việt Nam đã được các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện Bắc Mê biểu diễn. Đây là dịp để đoàn viên các công đoàn trên địa bàn huyện được cất cao lời ca, tiếng hát, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác công đoàn, đồng thời phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị. Ngày 11 tháng 7, Tổ đại biểu số 2, Hội đồng Nhân dân huyện Xí Mần đã tiếp xúc cử tri tại thôn Khâu Tinh, xã Thèn Phàng. Tại hội nghị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân huyện. Trong không khí cởi mở, các cử tri bày tỏ những ý kiến kiến nghị đó là cần đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến kênh mương để phục vụ tưới tiêu, tiếp tục hỗ trợ nhân dân mở đường bê tông và các nhóm hộ, kéo điện lưới cho các nhóm hộ dân, cần nâng cấp tu sửa điểm trường thôn Quán Thèn. Tiếp đó, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Xí Mần đã trả lời ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu những ý kiến không thuộc thẩm quyền để chuyển đến các cấp giải quyết, đề nghị Hội đồng Nhân dân xã sát sao trong công tác giám sát chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, mong muốn người dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục thi đua lao động sản xuất, cùng nhau đoàn kết khắc phục khó khăn để phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngày 10 tháng 7, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức phiên họp xem xét giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị thành phố Hà Giang, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Giang đã tiếp xúc đối thoại với cử tri các xã phường. Tại các hội nghị đã có 120 lượt cử tri phát biểu với 206 nội dung. Trên cơ sở đó, các đại biểu Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo các xã phường đã trả lời làm rõ 137 nội dung, còn 4 nội dung cấp tỉnh và 69 nội dung cấp thành phố đã được tổng hợp gửi đến các cấp cơ quan có thẩm quyền trả lời làm rõ. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Giang tiếp thu các ý kiến, góp ý, kiến nghị của các đại biểu và yêu cầu các cơ quan ban ngành liên quan cần tiếp tục giám sát các ý kiến, kiến nghị của cử tri quan tâm. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổng hợp các ý kiến trả lời của các cơ quan đơn vị gửi đến kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên đã tổ chức hội nghị lần thứ 11, khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024, dự có lãnh đạo huyện ủy Vị Xuyên. Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp của huyện đã tổ chức 43 hội nghị lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tổ chức 47 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới, xây dựng được 9 mô hình thực hiện bài trừ hủ tục. 100% các khu dân cư ký cam kết thực hiện bài trừ hủ tục, tổ chức 2 chương trình Vì Việt Nam Xanh, vận động nhân dân đóng góp hơn 1.000 ngày công, hiến 1.900 mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới. Quỹ vì người nghèo vận động được 333 triệu đồng. Xã hội hóa xây dựng 23 nhà đại đoàn kết trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Tặng 256 suất quà trị giá 125 triệu đồng cho người có uy tín, chức sắc, hòa giải cơ sở được 63 vụ việc. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là giám sát đầu tư cộng đồng được cải thiện và duy trì. Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí kiện toàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Vị Xuyên khóa 18, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày 11 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Minh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác cải cách hành chính năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Sở Nội vụ truyền đạt 5 chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm nghị quyết số 14 của tỉnh ủy, đề án số 56 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ tỉnh Hà Giang, một số nội dung trọng tâm về chỉ số PA Index cấp tỉnh, cấp huyện, nâng cao công tác truyền thông thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử, hướng dẫn sử dụng thiết lập quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống, nhiệm vụ giải pháp nâng cao chỉ số PAPI năm 2023. Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên đã trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho đội ngũ lãnh đạo, công chức viên chức cập nhật, nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan đơn vị. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức và nghiệp vụ để cán bộ, công chức viên chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với các tổ chức cá nhân. Ngày 10 tháng 7, Sở Nội vụ đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Văn tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cải cách hành chính cho cán bộ công chức cấp huyện, xã và cán bộ không chuyên trách các xã, thôn trên địa bàn huyện Đồng Văn. Trong thời gian 2 ngày, các học viên đã được báo cáo viên Sở Nội vụ truyền đạt 5 chuyên đề. Đây đều là những nội dung quan trọng cần thiết, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính trong thời gian tới.
Lớp bồi dưỡng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, cán bộ viên chức về ý nghĩa, mục tiêu và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ làm việc và ý thức phục vụ người dân, trang bị cách tiếp cận và vận dụng các phương pháp tổ chức, triển khai các thông tin về kết quả chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tế của cấp huyện, cấp xã, đồng thời thúc đẩy người dân tổ chức tích cực góp ý tham gia hoàn thiện cải cách thủ tục hành chính, giám sát cơ quan nhà nước trong quá trình thực thi công vụ. Ngày 10 tháng 7 tại huyện Bắc Quang, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Giang đã tổ chức lớp tập huấn đào tạo giảng viên thực hành về quản lý dịch hại tổng hợp trên cây cam cho một số gia đình trồng cam và cán bộ phụ trách nông nghiệp vùng trồng cam tại các huyện Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên. Tại lớp tập huấn, giảng viên Trung tâm Bảo vệ thực vật khu vực phía Bắc sẽ trao đổi về khái niệm các nguyên tắc quản lý dịch hại tổng hợp an toàn thực phẩm, tác động biến đổi khí hậu đến đời sống và sản xuất, phân tích hệ sinh thái, sinh lý cây cam qua các giai đoạn, kỹ thuật canh tác, thu hoạch và bảo quản, các sinh vật gây hại, sinh vật có ích và biện pháp quản lý, sinh thái đất và biện pháp cải tạo đất, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón cho cây cam. Lớp tập huấn được diễn ra trong cả niên vụ cam 2023. Vừa qua, đoàn công tác Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Quản Bạ đã kiểm tra tại xã Nghĩa Thuận về công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, công tác kiện toàn Ban chỉ đạo xã, việc ban hành quy chế hoạt động, việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2023, công tác phối hợp tổ chức tuyên truyền thực hiện cuộc vận động. Qua kiểm tra cho thấy, Ban chỉ đạo xã Nghĩa Thuận thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, vận động các hộ kinh doanh nhập các mặt hàng có xuất xứ Việt Nam, thường xuyên chú trọng công tác kiện toàn Ban chỉ đạo khi có thay đổi về nhân sự. Việc triển khai thực hiện cuộc vận động thu hút đông đảo cán bộ người dân tham gia và nâng cao nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng khi mua sắm tiêu dùng sản phẩm hàng Việt Nam. Các cơ sở kinh doanh đã đưa hàng Việt Nam về tiêu thụ và được người dân sử dụng ngày một nhiều. Ngày 11 tháng 7, huyện Xín Mần đã tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị mặt bằng và bàn giao mặt bằng phục vụ thi công hạng mục nhà điều trị khoa ngoại sản Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Xín Mần. Sau khi kiểm tra, xem xét thực tế mặt bằng thi công xây dựng, trên khu đất còn hạng mục nhà khoa sản cấp 4, 1 tầng, 6 gian cũ, cần làm công tác thanh lý tài sản trước khi triển khai phá dỡ thi công xây dựng. Việc đầu tư xây dựng nhà điều trị khoa ngoại sản sẽ giúp người dân địa phương tiếp cận với y tế chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở. Bên cạnh đó, dự án cũng tạo điều kiện để ngành y tế huyện Xín Mần phát triển nguồn nhân lực y tế và cơ sở hạ tầng, đảm bảo các hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân trong thời gian tới. Được xây dựng cách đây hơn 20 năm, hiện nay cơ sở vật chất của Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đã xuống cấp nghiêm trọng, dù đã được sửa chữa, khắc phục nhiều lần nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, rất khó khăn trong công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Năm 1999, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê đưa vào sử dụng ban đầu với quy mô gần 50 giường bệnh, đến nay đã lên đến 130 giường. Nhiều thời điểm bệnh nhân đông, bệnh viện phải tận dụng không gian hành lang để kê thêm giường. Bước vào bệnh viện dễ dàng nhận thấy không gian chật hẹp của bệnh viện. Khoảng cách sân sau các khu nhà cách chân đồi khoảng 10 mét. Vào mùa mưa, đất đá, nước từ trên đồi chảy xuống dẫn đến hệ thống thoát nước bị vùi lấp không hoạt động hay bị ứ đọng chất thải. Diện tích sân trước chật hẹp không đủ để sắp xếp phương tiện đến làm công tác khám chữa bệnh. Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê có tổng diện tích sàn xây dựng là trên 4.900 m2 với 63 phòng chức năng và buồng bệnh nhân. Các khoa phòng có diện tích chật hẹp. Tuy đã được đầu tư xây dựng thêm một nhà 2 tầng nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu sử dụng. 4.904 m2 mà đối chiếu theo quy chuẩn thì chúng tôi chỉ đáp ứng được 41 đến 49 giường bệnh. Như vậy thì quá thiếu thốn. Bên cạnh đó thì cơ sở vật chất thì không thể nào mà mở rộng đi đâu được, phía trước là sông, phía sau là núi rồi. Hệ thống nhà vệ sinh của bệnh viện cũng xuống cấp, mỗi tầng chỉ có 2 nhà vệ sinh, ảnh hưởng rất lớn đến công tác điều trị nội trú cho bệnh nhân. Nhà 2 tầng cũ được xây dựng từ năm 1999 xuống cấp nghiêm trọng, dù được sửa chữa nhiều lần, hiện tại vữa chát rơi vỡ từng mảng, ẩm mốc. Nhà y học cổ truyền cũng được tận dụng từ nhà ăn của bệnh viện đã xuống cấp. Nhà xử lý rác thải do sạt lở, đất đá vùi lấp khoảng 60% diện tích công trình không thể sử dụng được. Bệnh viện không có quỹ đất để vùi lấp rác thải nguy hại. Các công trình khác như nhà căng tin, nhà bảo vệ, nhà chứa máy nổ, nhà chứa đồ vệ sinh đều được dựng tạm bằng nhà khung sắt, lợp mái tôn. Vô cùng nóng bức, không đảm bảo để làm việc. Trước cái thực trạng mà cơ sở vật chất của bệnh viện nó quá cũ kỹ, quá xuống cấp, quá thiếu thốn. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê kính đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện để
di chuyển xây dựng một cái cơ sở bệnh viện mới càng sớm càng tốt để làm cái cơ sở đảm bảo cái tiêu chuẩn để đáp ứng cái nhu cầu là phục vụ cho đồng bào nhân dân các dân tộc huyện Bắc Mê. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.